Mối tình dang dở. Cảnh Nghị, con là một học trò giỏi nhất mà ta kỳ vọng trong đợt thi trạng lần này. Vậy mà buổi học hôm qua con lại bỏ học để đi xem hát là sao? Con xin thầy tha tội, lần sau con không dám thế ạ. Cũng chỉ tại lâu lâu gánh hát mới về làng mình một lần, con cũng muốn đi xem một buổi. Ta biết là con rất thích đàn hát, nhưng thời gian này phải tập trung cho việc học, kỳ thi sắp tới rồi. Thưa thầy, thầy cho con theo gánh hát nốt 3 đêm thôi ạ, rồi con sẽ học hành chăm chỉ. Thôi được, chỉ lần này thôi nha. Khi nào đoàn hát rời đi, con phải học bù gấp 3 lần các bạn. Tốt quá, cậu đánh được đấy. Người đánh đàn cho gánh hát của chúng tôi bị ốm, tối nay không thể biểu diễn được. May quá có cậu giúp. Để tôi gọi cô Đào ra tập hát với cậu luôn nha. Thúy Liễu, ra đây nào. Anh là người đánh đàn thay cho gánh hát đêm nay có phải không? Anh đánh sai nhịp rồi. Tôi xin lỗi. Tôi chưa chỉnh dây đàn. Người đâu trông vừa hiểu biết lại vừa hiền lành. Hay quá, hay quá, hát nữa đi, hoan hô. Hay quá, hát nữa đi, hoan hô, hoan hô. Tôi nhìn cậu đệm đàn trên sân khấu cứ như cảnh Cảnh Nghị nhà bác thế nhỉ? Vâng, người đánh đàn của gánh hát bị ốm, cháu nó đánh thay cho đấy ạ. Thằng bé cũng có chút năng khiếu đàn hát. Thật là phúc đức quá trời. Cậu Nghị nhà bác vừa học giỏi, có tiếng, lại biết đàn hát nữa chứ. Giá mà tháng nào gánh hát cũng qua đi. Nếu còn được yêu mến, gánh hát sẽ quay trở lại. Thì ra đây là lý do mà trò Nghị lơ là việc học. Nàng cho ta hỏi nhà nàng ở đâu. Hoàn thành khoa thi, ta nhất định sẽ tìm nàng. Chàng sẽ đi tìm thiếp thật chứ? Vậy thì... Cảnh Nghị là một học trò giỏi, ta kỳ vọng cậu ấy sẽ đỗ đạt. Ta không ngăn cấm chuyện tình cảm của hai người, nhưng hãy để cậu ấy học hành thành đạt đã. Chàng hãy lo chuyện thi cử đi. Nếu chàng đỗ đạt, thiếp sẽ quay trở lại tìm chàng. Ngày mai các con trảy kinh ứng thí rồi, thầy chờ đợi được đón các con trở về trong vinh quang. Chúng con sẽ cố gắng ạ. Cảnh Nghị đã đổ quan trạng, thật vẻ vang cho làng chúng ta. Giờ ngày ấy đã trở thành Trạng Lương, Lương Thế Vinh rồi. Con trai à, giờ con không phải là Cảnh Nghị nữa, con đã là quan trạng Lương Thế Vinh rồi. Con đã làm rạng danh dòng tộc chúng ta. Ta mong sau này con sẽ trở thành một người quan thanh liêm, chính trực. Gia đình chúng tôi mang ơn thầy nhiều lắm mà. Nhờ có thầy mà Cảnh Nghị đã đổ đầu trong kỳ thi năm nay, còn được đích thân nhà vua khen ngợi. Công ơn của thầy chúng tôi không biết lấy gì mà đền đáp. Đều là do sự nỗ lực và sáng dạ của Cảnh Nghị mà thôi. Ta chỉ là người đưa đò. Giờ học trò đã công thành danh toại, ta rất mãn nguyện. Cô ấy giờ đang theo gánh hát phiêu dạt nơi nào, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Thưa, cha mẹ và thầy đang nói chuyện gì quan trọng phải không ạ? Chúng ta đang bàn tính chuyện trăm năm cho con đó. Chuyện đó để tính sao được không ạ? Con sắp lên kinh thành nhận chức quan rồi, chuyện này phải tính sớm chứ. Chúng ta đã thu xếp đâu vào đấy cả rồi. Thu xếp cả là sao ạ?
con không hiểu. Cha mẹ con có ý hỏi con gái ta cho con, ý con thế nào? Dạ thưa thầy, con con trai à, ân đức của thầy dành cho con, chính con là người hiểu rõ nhất mà. Con không thể từ chối mối lương duyên này. Mẹ, con biết, nhưng... Ta biết, con vẫn nhớ tới cô Đào năm xưa có phải không? Con giờ đã là quan trạng, đổ đầu khoa thi của triều đình, không thể lấy một con gái của gánh hát được đâu. Hơn nữa, giờ đây đâu có biết cô gái ấy có còn nhớ tới con nữa hay không? Cô ấy chắc hẳn chưa biết con đã đổ đạt thôi. Nếu biết, cô ấy sẽ quay trở về. Con đổ đầu một khoa thi, tiếng tăm khắp nơi ai cũng biết. Chẳng qua là cô ấy đã quên con rồi. Suốt thời gian qua chưa lần nào cô ấy quay trở lại nơi này. Giờ mới có thể quay trở lại nơi đây, không biết Cảnh Nghị thế nào rồi. Chàng đã vinh quy bái tổ hay chưa? Hình như trước mặt có đám cưới. Đề nghị Gánh Hát tấp vào bên đường cho đám cưới của quan trạng đi qua. Hả? Đám cưới của quan trạng ư? Không lẽ nào? Trời ơi, là Cảnh Nghị. Chàng đã đổ đạt và lấy vợ rồi sao? Sao chàng nói rằng sẽ chờ ta? Thúy Liễu, Thúy Liễu, sao giờ đàn ấy mới trở về chứ? Cảnh Nghị, chỉ vì muốn cho chàng tập trung học hành và thi cử mà thiếp đã không ở lại đây. Nhưng dạ thiếp chưa bao giờ rời bỏ chàng. Nay trở về đúng lúc chàng đã thành thân với người khác, thiếp không biết mình sống để làm gì nữa. Thúy Liễu đã tự cách liễu đời mình khi biết Lương Thế Vinh đã cưới vợ. Mối tình đầy trắc trở của Trạng Lường Lương Thế Vinh để lại biết bao giấy bút cho thế hệ về sau. Chỉ biết rằng sau này Lương Thế Vinh tạ thế, người ta đã lập đền thờ của Trạng Lường ngay cạnh đền thờ cô Đào năm xưa. Đừng từ bỏ niềm tin vào cuộc sống. Nội, nội ơi, con đã về rồi này. Mai, con đã về rồi đấy à? Dạ vâng, nội ạ. Ra sân giếng rửa mặt cho đỡ mệt mỏi đi con. Vâng ạ. Còn có chuyện gì phải không? Dạ, không có chuyện gì đâu nội ạ. Con đứng lên, ra đây ngồi với nội. Con đừng giấu nội nữa. Con hãy kể nội nghe xem có chuyện gì nào. Trước đây chỉ thứ bảy chủ nhật con mới về, sao hôm nay mới có thứ ba mà con đã về rồi? Đúng là chẳng có chuyện gì có thể giấu nội được. Thực ra thì con bị mất việc nội à. Sao lại bị mất việc hả con? Lỗi là do ông trưởng phòng của chúng con, nhưng ông ấy không chịu nhận lỗi mà lại tìm một người thế thân cho ông ấy. Và con là người không may mắn đó. Con thấy buồn lắm nội à. Con mất bao nhiêu thời gian và công sức để có được công việc này. Một tuần qua con đã rải đơn xin việc ở rất nhiều công ty, nhưng không có hồi âm gì. Đã có lúc con muốn tự bỏ tất cả, cả cuộc sống này nữa. Nhưng con lại nhớ tới nội, vậy nên
con quyết định về quê thăm nội. Con phải làm gì đây hả nội? Giờ con phải tìm lại được niềm tin trong cuộc sống. Con phải làm cho bản thân mình thấy yêu đời hơn. Con thấy thất vọng lắm nội à. Con hết niềm tin vào cuộc sống này rồi. Con sẽ không bao giờ tìm được công việc tốt như vậy nữa. Con có nhìn thấy đám dương sĩ và cây tre kia không? Đó là cây tre mà nội đã trồng phải không ạ? Đúng vậy, con biết không? Khi nội gieo hạt dương sĩ và trồng cây tre, nội đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ngày ngày nội tưới nước đầy đủ cho chúng. Cây dương sĩ lớn rất nhanh trên mặt đất. Màu xanh của nó chẳng mấy mà phủ kín cả một vùng. Thế còn cây tre kia thì sao hả nội? Mặc dù đám dương sĩ đó đã phủ kín một vùng, còn cây tre thì chẳng thấy có dấu hiệu gì phát triển cả. Nhưng nội không từ bỏ, nội vẫn tưới nước đều cho chúng. Nhưng một năm sau, cây tre vẫn vậy. Chắc hẳn nội sẽ bỏ và lãng quên cây tre đó phải không nội? Không, nội không từ bỏ nó. Vì nội tin rằng sẽ có một ngày nào đó cây tre đó sẽ mọc lên. Và cây tre đã mọc lên cao hả nội? Đúng vậy, nhưng phải khá lâu sau, một mầm xanh mới đâm lên khỏi mặt đất. Lúc đó, so với đám dương sĩ xung quanh, nó quá nhỏ bé và chẳng có chút ấn tượng nào cả. 6 tháng thôi, cây tre đã cao gần 10 mét. Thật sao hả nội? Đúng vậy đó con. Cây tre đã mất nhiều năm tháng để phát triển bộ rễ. Rễ của nó rất khỏe mạnh, có thể cung cấp cho nó tất cả những gì cần thiết để sống và vươn lên. Còn có biết là con cũng như cây tre đó mà thôi. Tất cả thời gian mà con phải vật lộn để sống ấy là lúc con xây dựng và hoàn thiện gốc rễ của mình. Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Cơ hội của con sẽ đến thôi. Liệu con có thể vươn cao như cây tre đó được không? Sao lại không hả con? Có rễ, có cội, có niềm tin, tất cả sẽ vươn cao thôi. Con cảm ơn nội đã tiếp thêm niềm tin cho con vào cuộc sống này. Con hứa con sẽ không từ bỏ. Con sẽ cố gắng tìm thêm cơ hội để vươn cao mình hơn. Chân nhân bất lộ tướng. Loa loa loa, loa loa loa, làng trên xóm dưới lẳng lặng mà nghe. Nhà vua ban truyền mở hội chọi gà, vào năm Kỷ Dậu gà nào về nhất ban thưởng thật to. Loa 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 loa. Dạ bẩm hoàng thượng, đây là 3 chú gà chọi hay nhất đã được tuyển từ những vòng thi làng xã. Nhìn qua tướng mã thì thấy toàn gà hay. Dạ đúng, thưa hoàng thượng. Gà khác thế nào tiểu dân không rõ, nhưng con chiến thần của tiểu dân có thể nói đứng nhất nhì thiên hạ về độ dũng mãnh, kính xin người xem ạ. Gà này ánh mắt và tiếng kêu dũng mãnh, nhìn thấy gà khác là muốn lao vào chọi ngay. Gà của tiểu dân đã rất nóng lòng muốn đấu, xin hoàng thượng cho đấu trước. Được, được, ai muốn đấu với gà này? Gà ấy tuy hung hăng nhưng chắc gì đã thiện chiến. Xin hoàng thượng xem con kê của tiểu dân. Gà này tướng mạo phi phàm, nhanh nhẹn hoạt bát, chắc chắn bách chiến bách thắng. Nó cũng đang hăng đấu, xin cho đấu với con chiến thần thưa hoàng thượng. Được, được, cho đấu. Kim kê cố lên, chiến thần bách chiến bách thắng. Cố lên, cố lên. Kim kê cố lên, chiến thần bách chiến bách thắng. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Hoan hô! Hay cho con chiến thần, đúng là bách chiến bách thắng. Dạ thưa hoàng thượng, tiểu dân đâu có nói sai. Bẩm hoàng thượng, vẫn còn một gà chưa ra sới. Nào, gà số 3 có đấu hay không? Dạ thưa, có đấu. Đấu ư? Nhìn con gà này chẳng có vẻ gì là muốn đấu cả. Chắc nhìn thấy chiến thần đã sợ rụt cổ lại rồi. Hay ông nhận thua đi để bảo toàn tính mạng cho nó. Ta thấy chủ gà chiến thần nói cũng phải. Con gà của ngươi nãy giờ nhìn gà khác đấu mà bất động như gà cổ.
không hiếu chiến thì làm sao gọi là gà chọi? Dạ thưa hoàng thượng, nó đích thị là gà chọi đấy ạ. À, vậy thì đâu? Ông thật không biết lượng sức mình. Hả? Cú đá chí mạng như thế mà gà kia không nhúc nhích sao? Hả? Hả? Không thể tin nổi, con gà trông tựa như gà gỗ mà thật đủ các ngón hay. Dạ thưa hoàng thượng, gà cũng như người, phàm là những bậc chuyên tu, học hành uyên bác, võ nghệ cao cường đều rất điềm tĩnh, tự tại, không cần thể hiện mình bằng vẻ bề ngoài, càng không cần thiên hạ nhận ra mà ngưỡng mộ. Chân nhân bất lộ tướng mà, thưa bệ hạ. Chiếc đồng hồ của ba. Dậy, dậy nào cô Tí, đến giờ phải đi học rồi. Còn sớm mà. Ba cho con nằm thêm mấy phút nữa đi ba. Không còn sớm đâu con, 7 giờ rồi. Không nhanh là con sẽ muộn học đó. Hả, đã 7 giờ rồi ư? Đồng hồ của con mới 7 giờ kém 5 mà. Ồ, thế thì chắc đồng hồ của con sai kim rồi. Nhìn đồng hồ của ba này. Nào, dậy thôi con. Ôi, vậy là đồng hồ của con sai ạ? Trời ơi. Thế nào, hôm nay cô Tí đi học có gì vui không? Dạ, nhiều cái vui lắm mẹ. Mà nhờ ba gọi nên con đến sớm nhất lớp, được cô giáo tuyên dương đấy ạ. Còn mấy bạn đi muộn thì bị cô phạt đứng ngoài hành lang. Ừ, cô Tí cứ phát huy đi học sớm như thế nhé. Mà con nhớ chỉnh đồng hồ lại theo đồng hồ của ba cho đúng giờ con ạ. Dạ, vâng ạ. Giờ thì đồng hồ của con chạy đúng rồi ba nhỉ? Ừ, đúng rồi con ạ. Con chào mẹ, con đi học về rồi ạ. Con đi học về rồi đó hả? Mẹ ơi, nhà mình có việc gì mà bày cổ lớn vậy ạ? Ừ, chuyện vui con ạ. Con biết không, sau một thời gian dài phấn đấu, ba đã được thăng lên chức giám đốc đấy. Thật hả mẹ? Ba giỏi quá mẹ nhỉ? Tất nhiên rồi, từ trước đến giờ, ba con vốn là người rất năng động, tháo vát, lại luôn nghiêm túc trong công việc, nên được mọi người rất quý mến và coi trọng. Con mau vào trong chúc mừng ba đi con. Dạ. Ba ơi, ba ơi. À, con trai của ba đã về đấy ạ. Ba được lên làm giám đốc hả ba? Thích ghê. Ừ, con trai ạ. Ơ, sao ba lại chỉnh lại đồng hồ thế? Xem này, nó chạy chậm hơn đồng hồ của con 10 phút rồi. Thế thì con cũng phải chỉnh lại theo ba cho đúng giờ ba nhỉ? Ồ, không, không cần đâu con ạ. Con cứ giữ nguyên như thế đi. Ơ, sao lại thế? Phải đúng giờ chứ ba. Thực ra, cả hai chiếc đồng hồ của ba và của con chẳng chiếc nào đúng giờ đâu con ạ. Từ hồi đi học đến giờ, ba đã có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh 5 phút. Đồng hồ của con cũng đang chạy nhanh 5 phút đấy. Ơ, sao lại phải để đồng hồ chạy nhanh 5 phút hả ba? Vì chúng ta cần phải luôn tôn trọng giờ giấc, đừng để ai phải khó chịu vì mình chậm trễ con ạ. Con thấy đấy, vặn sớm hơn 5 phút, con luôn luôn được cô giáo tuyên dương, không bị phạt đứng hành lang, chẳng ai phải chờ đợi con bao giờ. Đó chẳng phải là điều tốt sao? Ồ, thì ra là như vậy. Nhưng mà sao bây giờ ba lại chỉnh đồng hồ chậm hơn con? Vì bây giờ ba đã thành giám đốc, phải quản lý rất nhiều nhân viên cấp dưới, nên ba vặn đồng hồ chậm đi 5 phút con ạ. Đối với bản thân mình thì phải rèn luyện thật nghiêm khắc để phát triển. Nhưng đối với người khác thì chúng ta nên độ lượng và bao dung. Họ có muộn một tí thì vẫn đúng với đồng hồ của ba. Có như vậy thì mọi người mới hòa đồng và thoải mái làm việc với nhau con ạ. Ồ, chiếc đồng hồ của ba đúng là một chiếc đồng hồ đặc biệt ba ạ. Chiếc đồng hồ của sự tôn trọng giờ giấc, chiếc đồng hồ của sự bao dung ba ạ.
Những bó hoa bên cửa sổ. Công nhận, đường xá vùng núi khó đi thật. Có vài cây số mà đi bộ cả buổi mới đến trường học. Hôm nay lớp mình có cô giáo mới đấy. Ôi, thích quá. Giới thiệu với các em, đây là cô giáo Châu, mới ở dưới xuôi lên. Từ giờ, cô sẽ phụ trách lớp của các em. Chúng em chào cô ạ. À. Cô chào các em, rất vui được làm quen với các em. Dạ. Cô ơi, cô sẽ dạy chúng em bao lâu? Cô ơi, cô. Lũ trẻ vùng núi có vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu đấy chứ. Nhưng nhìn chúng thật rách rưới, nghèo khổ. Đúng là miền núi có khác. Chưa tới mùa đông mà đã lạnh run lên được. Lại còn sương mù ẩm thấp nữa. Có khi mình bệnh sớm mất thôi. À! Trời ạ, chỉ thấy đồi với núi, vắt với mũi. Chắc mình phải xin về xuôi sớm thôi. Ôi, hoa đẹp quá. Nhưng sao tự nhiên nó lại ở đây? Hay là có ai để quên nhỉ? Ồ, lại là một bó hoa rất đẹp. Chắc không phải ai đó để quên mà cố tình đặt ở đây rồi. Hoa đẹp quá, không biết ai đã bí mật thường xuyên đặt chúng lên cửa sổ nhà mình. Thật là kỳ lạ. A Mộc. Thì ra chính em là người vẫn thường xuyên để hoa lên cửa sổ nhà cô à? Dạ, em... Cảm ơn em nhé. Những bó hoa rất đẹp, nhưng sao em lại thường xuyên tặng hoa cho cô? Dạ, không phải mình em ạ. Còn có cả bạn A Liên, A Minh và A Hoàng nữa. Vậy sao? Thưa cô, trước đây có một cô giáo thành phố lên đây dạy chúng em. Chúng em rất quý cô ấy. Nhưng một ngày nọ, có một người chú thỉnh thoảng đem hoa tới cho cô giáo. Một thời gian sau, cô giáo đã theo chú ấy về thành phố. Cô giáo không trở lại với chúng em nữa. Chúng em sợ rằng có một ngày cô cũng sẽ... Vì thế, chúng em mới bàn nhau mỗi ngày. Chúng em sẽ lên núi tìm những bông hoa đẹp nhất tặng cô. Mong cô đừng rời xa chúng em cô nhé. Các em, không, cô sẽ không ra đi. Cô sẽ ở lại đây cùng các em. Sẽ theo các em hết tiểu học đến trung học. Chịu không? Thật thế ạ? Ừ, cô nói thật. Nhất định cô sẽ ở lại với các em. Từ mai không phải dậy sớm hái hoa tặng cô nữa đâu. Các em phải giữ sức khỏe còn học nữa chứ. Chúng em cảm ơn cô. Các bạn ơi, cô Châu sẽ ở lại với chúng mình. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.